Như vậy, mặc dù vàng suy yếu trong tuần do đồng đô la Mỹ tăng giá và thị trường chứng khoán cùng áp lực chốt lời của các nhà đầu tư, thì giới chuyên gia vẫn tin tưởng nhận định rằng xu hướng giá vàng giảm chỉ trong ngắn hạn. Xin chào mọi người, xin chào các bạn đã đến với kênh Tin Tức Giá Cả. Bản tin này là bản tin giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ giao dịch buổi sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020 xin được chia sẻ gửi tới mọi người và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới vẫn ảnh hưởng của xu hướng giảm trong tuần trước. Tuy nhiên, các chuyên gia hy vọng giá sẽ tăng trở lại. Giá vàng trong nước cũng đã giảm theo xu hướng của giá vàng thế giới. Vàng đang trên đà giảm vì áp lực chốt lời quá lớn. Chỉ tính trong 30 phiên gần nhất, lợi nhuận của các nhà đầu tư thu được đã tương đương $200. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hoạt động chốt lời vẫn chưa chấm dứt. Giá vàng thế giới hiện vẫn đang giao dịch trong phạm vi từ $1,680 trên một ounce cho lên đến $1,695 trên một ounce. Hiện giá vàng thế giới giao ngay đang là $1,695.1 trên một ounce theo Kitco tổng hợp. Để không bỏ lỡ những tin tức giá vàng được kênh cập nhật mới nhất, mời quý vị và các bạn hãy cùng bấm đăng ký kênh rồi ấn hình quả chuông. Như vậy, YouTube sẽ tự động thông báo tới mọi người và các bạn mỗi khi kênh cập nhật tin tức giá vàng mới nhằm giúp ích cho bạn trong công việc đầu tư và buôn bán. Sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin, bảng giá vàng giao dịch trong nước vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngày 21 tháng 4. Như quý vị và các bạn cũng đang thấy được ở trên màn hình, phần lớn các sàn giao dịch vàng chính thống có thương hiệu trong cả nước cũng đang giảm giá. Và cụ thể tại sàn giao dịch vàng SJC thành phố Hồ Chí Minh, giá mua vào là 47.250.000 đồng trên mỗi lượng, bán ra là 85.000.000 đồng trên một lượng. Tại sàn SJC Hà Nội mua vào là 47.250.000 đồng, còn bán ra đang là 48.020.000 đồng trên mỗi một lượng bán ra. Tại hai sàn giao dịch và tại hai chiều giao dịch mua vào và bán ra, giá vàng đang giảm 250.000 đồng trên mỗi một lượng giao dịch. Tại Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 47.400.000 đồng, còn bán ra là 48.100.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang giảm 100.000 đồng. Tại Doji Hà Nội, giá vàng miếng đang mua vào là 47.400.000 đồng, còn bán ra là 48.000.000 đồng. Chiều mua vào giá vàng đang đứng yên, chiều bán ra giá vàng giảm 100.000 đồng trên mỗi một lượng. Tại PNG thành phố Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào là 47.200.000 đồng, còn bán ra là 48.300.000 đồng. Chiều mua vào giá vàng cũng đang đứng yên và chiều bán ra giá vàng cũng đang giảm 100.000 đồng trên mỗi một lượng bán ra. Tại Phú Quý SJC, giá vàng miếng đang mua vào là 47.350.000 đồng, còn bán ra là 47.950.000 đồng. Chiều mua vào giảm 250.000 đồng, chiều bán ra thì giảm 200.000 đồng trên mỗi một lượng giao dịch. Tại sàn giao dịch vàng công ty My Hồng thì mua vào là 47.350.000 đồng, còn bán ra cũng là 47.950.000 đồng. Chiều mua vào tăng 50.000 đồng, ngược lại ở chiều bán ra đang giảm 50.000 đồng trên mỗi một lượng bán ra. Tại sàn giao dịch vàng Bảo Tín Minh Châu thì mua vào là 47.400.000 đồng, còn bán ra là 47.950.000 đồng. Chiều mua vào đang giảm 100.000 đồng, chiều bán ra giảm 150.000 đồng trên mỗi một lượng bán ra. Tại sàn giao dịch vàng Ngọc Hải SJC thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 47.150.000 đồng, bán ra là 48.000.000 đồng. Chiều mua vào giảm 50.000 đồng, chiều bán ra giảm 100.000 đồng trên mỗi một lượng. Tiếp theo bảng tin sẽ là giá vàng miếng SJC giao dịch tại một số ngân hàng lớn trong cả nước. Cụ thể tại ngân hàng Eximbank mua vào là 47.150.000 đồng, bán ra là 47.750.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang giảm 450.000 đồng trên mỗi một lượng. Tại ngân hàng Á Châu ACB mua vào là 47.100.000 đồng, bán ra là 47.800.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch mua và bán giá vàng đang giảm 300.000 đồng trên mỗi một lượng. Tại ngân hàng Cổ phần Thương mại Sài Gòn SCB mua vào là 47.250.000 đồng, còn bán ra cũng là 47.800.000 đồng. Chiều mua vào tăng 50.000 đồng, chiều bán ra giảm 100.000 đồng trên mỗi một lượng. Tại ngân hàng Maritime Bank mua vào là 47.100.000 đồng, còn bán ra là 48.400.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang giữ giá bằng với giá trị giao dịch vào đầu giờ sáng ngày hôm qua. Tại ngân hàng TB Bank mua vào là 47.300.000 đồng, còn bán ra là 48.200.000 đồng. Chiều mua vào thì tăng 100.000 đồng trên mỗi một lượng, chiều bán ra giảm 200.000 đồng trên mỗi lượng bán ra.
Tại ngân hàng Sacombank mua vào là 47.400.000 đồng, còn bán ra là 48.100.000 đồng. Chiều mua vào giảm 200.000 đồng, chiều bán ra giảm 100.000 đồng trên mỗi lượng bán ra. Tại ngân hàng Vietinbank mua vào là 47.250.000 đồng, bán ra là 48.120.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang đứng yên. Giá vàng miếng SJC giao dịch tại một số tỉnh, thành phố và vùng miền địa phương trong cả nước. Cả hai chiều giao dịch giá vàng mua và bán đang giảm 250.000 đồng trên mỗi một lượng giao dịch. Và cụ thể tại Đà Lạt, giá vàng miếng mua vào là 47.270.000 đồng, bán ra là 48.050.000 đồng. Tại Quảng Ngãi, miền Tây, Biên Hòa, giá vàng miếng đang bằng với giá vàng giao dịch tại SJC thành phố Hồ Chí Minh, với mức giá mua vào là 47.250.000 đồng, còn bán ra là 48.000.000 đồng trên mỗi lượng bán ra. Tại Long Xuyên, Cà Mau, Đà Nẵng, giá vàng miếng đang giao dịch bằng với giá vàng SJC tại Hà Nội. Cụ thể mua vào là 47.250.000 đồng, còn bán ra là 48.020.000 đồng trên mỗi lượng bán ra. Tại Nha Trang, hiện đang mua vào là 47.240.000 đồng, còn bán ra là 48.020.000 đồng trên mỗi lượng. Tại Bình Dương, Bình Phước, Hậu Giang, Bạc Liêu, Quảng Nam, Hạ Long, Phan Rang, Quy Nhơn, giá vàng miếng SJC mua vào là 47.230.000 đồng, còn bán ra cũng là 48.020.000 đồng trên mỗi lượng bán ra. Tại Huế, hiện đang mua vào là 47.220.000 đồng, còn bán ra là 48.030.000 đồng trên mỗi lượng. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng nữ trang và vàng trang sức trên các sàn giao dịch vàng đang niêm yết giá trị giao dịch vàng giảm khá cao, như mọi người và các bạn cũng đang thấy được ở trên màn hình. Cụ thể, tại sàn giao dịch vàng SJC thành phố Hồ Chí Minh, vàng nhẫn 4 số 9 loại 1 chỉ đến 5 chỉ mua vào là 45.300.000 đồng, còn bán ra là 46.250.000 đồng. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 44.950.000 đồng, còn bán ra là 45.950.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch mua và bán và cả hai loại vàng này, giá vàng giao dịch đang giảm 250.000 đồng trên mỗi một lượng giao dịch. Vàng nữ trang 24K hiện đang mua vào là 43.995.000 đồng, còn bán ra là 45.495.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch mua và bán đang giảm 248.000 đồng trên mỗi một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào là 32.916.000 đồng, còn bán ra là 34.616.000 đồng. Cả hai chiều mua và bán đang giảm 187.000 đồng trên mỗi lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào là 25.242.000 đồng, còn bán ra là 26.942.000 đồng trên mỗi lượng bán ra. Giá vàng đang giảm 145.000 đồng trên mỗi một lượng cả hai chiều mua và bán. Vàng nữ trang 10K mua vào là 17.613.000 đồng, bán ra là 19.313.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch mua và bán đang giảm 104.000 đồng trên mỗi một lượng. Vàng nhẫn 24K tại Phú Quý mua vào là 45.500.000 đồng, còn bán ra là 46.500.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang đứng yên. Vàng nhẫn 24K tại SJC mua vào là 45.300.000 đồng, bán ra là 46.250.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang giảm 250.000 đồng trên mỗi một lượng. Vàng nhẫn 24K tại PNG mua vào là 45.250.000 đồng, bán ra là 46.450.000 đồng. Chiều mua vào giảm 450.000 đồng, chiều bán ra giảm 650.000 đồng trên mỗi lượng. Vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào là 45.250.000 đồng, bán ra là 46.150.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang giảm 150.000 đồng trên mỗi một lượng. Vàng nữ trang 24K tại PNG mua vào là 45.000.000 đồng, bán ra là 45.800.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang giảm rất cao, đó là 600.000 đồng trên mỗi lượng giao dịch. Vàng Ngọc Hải 24K tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 44.600.000 đồng, còn bán ra là 45.400.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang giảm 200.000 đồng trên mỗi lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào tại PNG đang là 33.100.000 đồng, còn bán ra là 34.500.000 đồng. Cả hai chiều giao dịch giá vàng đang giảm 450.000 đồng trên mỗi một lượng giao dịch. Sau đây sẽ là tỷ giá giao dịch và quy đổi của 5 đồng tiền quốc tế chính có trong quỹ tiền tệ quốc tế giao dịch và quy đổi với tiền Việt Nam. Một nhân dân tệ của Trung Quốc mua vào là 3.246,82 ngàn đồng, bán ra là 3.382,9 ngàn đồng.
giá trị quy đổi đang tăng. 1 euro mua vào là 24.825,55 đồng, bán ra là 26.091,42 đồng, giá trị quy đổi cũng đang tăng. 1 bảng Anh thì mua vào là 28.507,89 đồng, bán ra là 29.698,2 đồng, giá trị quy đổi cũng đang tăng. 1 yên Nhật hiện đang mua vào là 212,03 đồng, bán ra là 223,14 đồng, giá trị quy đổi đang tăng. 1 đô la Mỹ đang mua vào là 23.330 đồng, bán ra là 23.540 đồng. Cả hai chiều giao dịch mua và bán, giá của 1 đô la quy đổi đang tăng 30 đồng. Như vậy, mặc dù vàng suy yếu trong tuần do đồng đô la Mỹ tăng giá và thị trường chứng khoán cùng áp lực chốt lời của các nhà đầu tư, thì giới chuyên gia vẫn tin tưởng nhận định rằng xu hướng giá vàng giảm chỉ trong ngắn hạn. Để luôn cập nhật tin tức giá vàng một cách sớm nhất và tốt nhất, mời quý vị và các bạn hãy cùng bấm đăng ký kênh rồi ấn hình quả chuông. Đồng thời like, share video này tới những ai đang quan tâm đầu tư giá vàng giống như bạn. Bản tin giá vàng đầu giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020 xin được kết thúc tại đây. Như thường lệ, các bảng giá sẽ được chiếu lại một lần nữa gửi tới mọi người và các bạn. Cảm ơn vì đã chú ý và lắng nghe bản tin. Đừng quên like, share cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé mọi người và các bạn. Cảm ơn mọi người và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.